Kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình trên kênh YouTube Cuộc Sống Hôm Nay của chúng tôi. Những thông tin hữu ích sẽ được chúng tôi cập nhật từ quý vị ngay sau đây. Tên lửa Zircon Nga tập kích trung tâm đầu não, Ukraine không kịp trở tay. Cuộc tập kích tòa nhà của Cục An ninh Ukraine ở Kiev bằng Zircon của Nga diễn ra bất ngờ. Radar Mỹ không kịp phát hiện được do tốc độ tên lửa quá nhanh. Người Ukraine thắc mắc về đặc tính của tên lửa Zircon Nga. Ngày 25 tháng 3, sau một cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn mới đây của Nga vào cơ sở hạ tầng quân sự và năng lượng của Ukraine, công chúng và giới truyền thông bắt đầu đồn đoán về loại tên lửa chống hạm siêu vượt âm 3M22 Zircon của Nga có thể đã được sử dụng. Dựa trên các kết quả quan sát được, họ kết luận rằng loại tên lửa này nguy hiểm hơn tên lửa đạn đạo siêu vượt âm phóng từ trên không Kh-47M2 Kinzhal. Dư luận Ukraine cho rằng tên lửa Zircon không giống như Kinzhal, gần như có thể duy trì tốc độ siêu thanh liên tục. Ở độ cao vài chục km, tốc độ của tên lửa đạt tới 6.700 km/h. Ở đoạn cuối của đường bay, tên lửa bắt đầu lao thẳng xuống mục tiêu theo phương thức bổ nhào và tăng tốc nhanh lên 9.100 km/h. Khi tiếp cận mặt đất, tốc độ của Zircon giảm xuống còn 5.500 km/h. Dư luận cũng cho rằng việc bắn hạ tên lửa Zircon là cực kỳ khó khăn. Tên lửa Zircon bay đến Odessa, Kherson và Nikolaev trong vòng chưa đầy 1 phút, đến Zaporizhia và Dnipropetrovsk chưa đầy 2,5 phút. Những khu vực xa hơn như Grobinsky, Kirovohrad trong vòng chưa đầy 3 phút, đến Kiev 3,5 phút và đến Lviv 5,3 phút. Do đó, cảnh báo không kích thường chỉ phát ra sau khi tên lửa đã đánh trúng mục tiêu và việc sơ tán vào nơi ẩn nấp đơn giản là không thực tế. Tên lửa Nga bay quá nhanh, radar Mỹ khó phát hiện. New York Times dẫn lời đại sứ Mỹ tại Ukraine, Bridget Brink, tiết lộ quân đội Nga đã phóng tên lửa 3M22 Zircon vào thủ đô Kiev. Trong 5 ngày căng thẳng vừa qua, Nga đã phóng hàng trăm tên lửa và UAV tự sát vào nhiều mục tiêu trên khắp lãnh thổ Ukraine. Lần này, rõ ràng là Nga đã sử dụng vũ khí tiến công hiện đại nhất mà họ có. Có thông tin cho rằng, tên lửa Kinzhal của Nga có đơn lên giá tới 10 triệu USD một quả, còn với Zircon, loại tên lửa siêu vượt âm hiện đại nhất mà Nga có, giá thậm chí còn đắt hơn. Điều đáng chú ý là Nga đã phóng 2 tên lửa Zircon vào sáng sớm với tổng giá trị hàng chục triệu USD. Rõ ràng, Nga sẽ không sử dụng những loại vũ khí đắt tiền và cao cấp như vậy để tấn công các mục tiêu thông thường. Họ phải nhắm tới những mục tiêu quan trọng, nhạy cảm về thời gian và vô giá. Sau khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ, Bộ Quốc phòng, Cục An ninh Ukraine và các cơ quan khác đã áp dụng chiến lược văn phòng phi tập trung hóa để tránh trở thành tâm điểm cho những cuộc tấn công của Nga. Hiện nay, các cơ quan này tiến hành nhiệm vụ bí mật, phần lớn được giấu kín ở các tầng hầm và các tòa nhà thấp tầng kín đáo. Sau khi điều tra nghiêm ngặt, cơ quan tình báo Nga đã nhắm mục tiêu vào tòa nhà 3 tầng bên cạnh tòa nhà Cục Phòng vệ Dân sự Kiev và tin rằng nơi đây rất có thể là căn cứ bí mật của cơ quan an ninh Ukraine. Đặc biệt là tòa nhà này cũng có thể là nơi ở của các nhân viên tình báo cấp cao của Mỹ và phương Tây. Nó đã trở thành một trung tâm quan trọng để trao đổi thông tin chiến trường giữa NATO và cơ quan an ninh Ukraine. Vào ngày đặc biệt kỷ niệm thành lập cơ quan an ninh Ukraine, SBU, các hoạt động tại tòa nhà trở nên nhộn nhịp hơn và nhiều vị khách quan trọng đến theo nhóm. Sự kết hợp của những yếu tố này khiến Nga quyết tâm tiến hành tập kích bằng mọi giá. Vì vậy, lực lượng tên lửa Nga đã sử dụng tên lửa siêu thanh 3M22 Zircon với ý định trong một đoàn phá hủy trạm tình báo của cơ quan an ninh Ukraine. Trên thực tế, cuộc tập kích diễn ra quá bất ngờ, khiến Ukraine thậm chí không kịp đưa ra cảnh báo sớm. Radar trinh sát của hệ thống tên lửa Patriot do Mỹ viện trợ cho Ukraine không thể phát hiện được những tên lửa này đang bay với tốc độ 10.000 km/h. Tên lửa siêu vượt âm Zircon rõ ràng khác với tên lửa tàng hình của Mỹ. Nó được đặc trưng bởi tốc độ cực nhanh nên nó có thể dễ dàng xuyên thủng mọi hệ thống phòng không và cảnh báo sớm. Zircon chính thức được trang bị cho quân đội Nga vào năm 2023. Phạm vi tấn công của tên lửa có thể đạt từ 600 đến 1.500 km và tốc độ bay của nó đạt đến mức kinh ngạc gấp 9 lần tốc độ âm thanh. Phải đến khi tên lửa bay vào thành phố Kiev, lực lượng tên lửa phòng không Ukraine mới thức tỉnh và bắt đầu đánh chặn. Theo báo cáo chiến đấu của Ukraine, họ tuyên bố đã bắn hạ thành công ít nhất một tên lửa siêu vượt âm Zircon và các mảnh tên lửa cuối cùng đã rơi xuống gần Học viện Nghệ thuật Kiev ở quận Vichysky của Kiev. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng phần mảnh vỡ mà Ukraine thu được là tần đẩy chứ không phải là đầu đạn của tên lửa. Cuộc không kích này chắc chắn đã giáng một đòn nặng nề vào Ukraine và cũng thể hiện sức mạnh của Nga về vũ khí công nghệ cao khi tên lửa Zircon đã bắn trúng tòa nhà nhỏ, nơi đặt trạm tình báo của cơ quan an ninh Ukraine. Tòa nhà sụp đổ hoàn toàn, vụ việc này đánh dấu sự leo thang của cuộc xung đột Nga-Ukraine. Moscow đã sử dụng tên lửa cao cấp để tấn công các khu vực quan trọng của Kiev và một cuộc tiến công phẫu thuật quy mô lớn đã bắt đầu. Lực lượng phòng không Ukraine gặp khó khăn. Theo thống kê, kể từ khi xung đột bùng nổ, quân đội Nga đã phóng tổng cộng 7.000 tên lửa, bao gồm tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và tên lửa chống hạm. Tỷ lệ tên lửa bị Ukraine bắn hạ thành công là hơn 1/3. Trong các đợt tấn công gần đây của quân đội Nga, họ đã phóng 190 tên lửa siêu thanh và tên lửa hành trình, 140 UAV tự sát, Genran-2 và 700 quả bom dẫn đường chính xác, tập kích ác liệt vào các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Ukraine. Trong khi hệ thống phòng không của Ukraine đã cải thiện khả năng đánh chặn máy bay không người lái, thì khả năng đánh chặn tên lửa lại giảm sút. Tạp chí Economist đưa tin, lực lượng không quân Ukraine khó có thể đánh chặn hiệu quả các cuộc ném bom của Nga do thiếu máy bay chiến đấu tiên tiến. Đồng thời, số lượng tên lửa phòng không của Ukraine cũng giảm mạnh, chỉ có thể tập trung bảo vệ các khu vực trọng điểm như Kiev và Odessa. Do vậy, các thành phố, trung tâm giao thông và căn cứ quân sự khác hầu như không được phòng không bảo vệ. Điều này giúp quân đội Nga tấn công các hệ thống năng lượng, căn cứ quân sự của Ukraine mà hầu như không bị ngăn chặn. Bên cạnh đó, máy bay chiến đấu của Nga có thể tự do tiến hành tấn công vào các vị trí tiền tuyến của Ukraine. Các loại bom dẫn đường khác nhau được quân đội Nga sử dụng đã chứng tỏ tính chính xác và sức hủy diệt. Bom dẫn đường FAB-250 được dùng để tiêu diệt các nhóm cơ giới và trận địa pháo binh, trận địa phòng ngự xây dựng bằng gỗ, đất, còn bom FAB-500 phá hủy các công trình kiên cố hơn. Loại bom FAB-1500 được dùng để tấn công các pháo đài đặc biệt kiên cố, còn siêu bom FAB-3000 mạnh nhất của Nga sắp tới có thể nhắm tới những cây cầu qua sông Dnieper và các công trình ngầm của quân đội Ukraine. Ukraine nói Nga đang cố phá phòng tuyến để tiến về Chasoya. Quan chức quân đội Ukraine cho biết tình hình gần Chasoya đang rất căng thẳng khi Nga cố phá phòng tuyến để tiến về thành phố nằm ở phía tây Bakhmut. Tình hình liên quan đến Chasoya rất khó khăn và căng thẳng. Oles Kalasnikov, sĩ quan phụ trách truyền thông của Lữ đoàn Pháo binh số 26 Ukraine, ngày 25 tháng 3 cho biết, đối phương đang cố gắng vượt qua phòng tuyến của chúng tôi để tiếp cận Chasoya. Theo Kalasnikov, Nga tăng cường sử dụng bom dẫn đường với công suất phá cao trong khu vực và thả chúng xuống những khu vực đông dân cư và công sự kiên cố của lực lượng Ukraine. Kênh Riba của Nga cùng ngày cho biết, các đơn vị Nga đang tiếp tục tiến về phía thành phố Chasoya, kiểm soát hơn một nửa làng Bondanovka. Lực lượng Ukraine vẫn giữ vị trí phía tây nam làng Bondanovka, song đang rút dần về vị trí đã chuẩn bị sẵn gần Chasoya. Ukraine rút về thành phố Chasoya sau khi Nga kiểm soát Bakhmut vào tháng 5 2023, thị trấn Ivanovskoye và làng Bondanovka cách Chasoya vài km về phía đông. Nếu giành được Chasoya, Nga sẽ tăng thêm áp lực lên Kramatorsk, đô thị lớn cuối cùng mà Ukraine còn kiểm soát ở vùng Donbass. Quân đội Ukraine buộc phải chuyển sang thế phòng thủ trong vài tháng qua khi chật vật với tình cảnh thiếu đạn, còn gói viện trợ quân sự 60 tỷ USD vẫn mắc kẹt ở Quốc hội Mỹ. Trong khi đó, Nga gần đây mở nhiều mũi tiến công dọc theo chiến tuyến dài 1.000 km, đạt nhiều thành công và kiểm soát thêm một số khu dân cư. Nga gần đây cũng tăng tần suất tập kích nhằm vào hạ tầng của Ukraine. Theo Tổng thống Vladimir Zelensky, Nga sử dụng gần 190 tên lửa, 140 máy bay không người lái UAV và thả gần 700 quả bom dẫn đường nhằm vào mục tiêu ở Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các vụ tập kích nói trên nhằm trả đũa những vụ pháo kích và xâm nhập gần đây của đối phương. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW có trụ sở tại Mỹ nhận định, Nga đang nhằm mục tiêu đánh sập hạ tầng năng lượng của Ukraine nhưng lúc họ thiếu đạn và vũ khí phòng không. Nga tuyên bố phá vỡ phòng tuyến của Ukraine ở Verbov, hạ hơn 17.000 UAV. Quân đội Nga đã phá vỡ phòng tuyến của quân đội Ukraine ở phía tây bắc Verbov thuộc khu vực Zaporizhia và tiến thêm được 2 km. Ông Vladimir Ryork, chủ tịch phong trào We Are Together with Russia, nói với Stas ngày 25 tháng 3. Quân đội của chúng tôi đã xuyên thủng phòng tuyến của quân đội Ukraine ở Tây Bắc, Verbon và tiến được 2 km. Họ đã kiểm soát được ít nhất 5 thành trì. Ngoài ra, đối phương đã chịu tổn thất nặng nề về lực lượng, ông Vladimir Ryork cho hay, đồng thời nhấn mạnh đây không phải là thành công duy nhất của quân đội Nga theo hướng Zaporizhia. Theo ông, một số thành công đã đạt được ở Tây Bắc Robotyne. Tại đây, quân đội Nga đã cải thiện được các vị trí của mình. Họ cũng tiến công được một chút gần Staromysk. Bộ Quốc phòng Nga vào cuối tháng 2 2024 thông báo các lực lượng của Moscow đã giành được chỗ đứng tại Robotyne trong một chiến dịch tấn công. Quân đội Ukraine đã không thành công trong việc giành lại các phòng tuyến đã mất sau khi tăng cường lực lượng từ các hướng khác tới khu vực này. Ngày 22 tháng 3, theo Bộ Quốc phòng Nga, các đơn vị của nhóm tác chiến phía Đông đã giành được Minoy ở Zaporizhia và cải thiện các vị trí trên tiền tuyến theo hướng phía Nam Donetsk. Trong khi đó, cũng theo cơ quan này, Nga đã phá hủy hơn 17.000 UAV của Ukraine từ khi xung đột nổ ra vào cuối tháng 2 2022. Tổng cộng, các mục tiêu sau đây đã bị phá hủy kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, gồm 577 chiến đấu cơ, 270 trực thăng, 17.011 UAV, 489 hệ thống tên lửa đất đối không, 15.598 xe tăng và xe bọc thép, 1.256 hệ thống tên lửa phóng loạt, 8.521 pháo dã chiến và súng cối, cùng 20.192 phương tiện quân sự đặc biệt, Bộ Quốc phòng Nga cho hay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình Cuộc Sống Hôm Nay của chúng tôi. Nếu quý vị thấy thông tin bổ ích và thú vị, xin hãy đăng ký và nhấn chuông thông báo để cập nhật thông tin trong những chương trình tiếp theo.